Bạn thấy cái niềm tin nó quan trọng không? Đối với tôi, cái niềm tin là cực kỳ quan trọng. Và niềm tin ấy, nó có thể giúp chúng ta vượt qua bất kể những cái khó khăn gì hết. Nó cho chúng ta sức mạnh về thể chất, về tinh thần để chúng ta tiếp tục đương đầu với bất kể cái khó khăn, cái thử thách, bất kể cái gian nan nào nó đặt trước mặt chúng ta, sau lưng chúng ta, bên cạnh chúng ta đều có thể vượt qua được hết. Đó là cái sức mạnh của cái niềm tin. Ok, hôm nay tôi đọc được cái câu nói để tôi muốn chia sẻ cho các bạn trong cái hàng ngày chúng ta làm ha. Đó là faith is working in the dark, nghĩa là niềm tin là cái gì đó mà nó hoạt động ở trong cái bóng tối. Niềm tin không phải là cái thứ mà trước mắt tôi, là ví dụ như chúng ta cần một chút vitamin niềm tin, chúng ta mở cái viên sủi niềm tin ra, bỏ vào nước sủi lên cái rửa đó, nó uống phát nghe có niềm tin. Nope, cái niềm tin nghĩa là không có cái sủi đó, không nhìn thấy nó mà các bạn vẫn tiếp tục làm những cái việc các bạn làm, vẫn tiếp tục con đường các bạn đi. Mặc dù là người ta bên cạnh đã nói là không làm được đâu, không cho bạn làm, không tin là bạn làm thành công, không ủng hộ bạn tất cả mọi thứ. Tôi kể cho bạn nghe, năm 2013-14 là tôi làm là lãnh đạo một công ty tên là Adeco, là công ty số 1 thế giới về nhân sự, và chúng tôi mở cái văn phòng tại Việt Nam. Thì chúng tôi làm một cái dự án cho một cái hãng P&G, là nếu các bạn trong ngành mà đồ đạc các bạn mà dùng ở nhà thì rất nhiều sản phẩm là của P&G. Cái nó là công ty toàn cầu lớn, rất lớn cái toàn cầu. Okay. Thì cái dự án chúng tôi làm á, sếp không tin, sếp không muốn chúng tôi làm, cản hết điều này đến điều kia, thậm chí đôi lúc á, sếp vùng cũng quay về hỏi là ok Hà, mày có tin người làm được không? Tôi chỉ nói là ok, tại sao không thử, cho tôi cái cơ hội để tìm hiểu. Rồi các bạn biết không, chúng tôi dành gần 9 tháng trời để mà nghiên cứu cái cách để vận hành cái dự án như vậy á. Khách hàng cũng rất là nhiệt tình làm việc cùng với chúng tôi, là toàn làm là 6 giờ, từ 6 giờ tới 8 giờ tối là họp như vậy. Và đôi lúc khách hàng họ cũng nản luôn, họ không biết làm được hay không. Tôi nói các bạn đó là mình đã đi được tới đây rồi, mình đang định hình được cái mô hình rồi, tại sao không cố gắng tin thêm một chút nữa. Tôi không thể mở cho các bạn được cái vitamin niềm tin, nhưng tôi không thể mở để bỏ vô cái nước để cho sủi lên, và các bạn ơi bạn uống đi, dạng như vậy chúng ta bắt đầu tăng niềm tin mình lên, cố gắng lên hết mình á. Nhưng bạn phải tìm được cái động lực đó, bạn phải tìm được cái nút ấn để cho các bạn tin được, bạn phải tìm được cái nguồn từ đâu ở đâu, trong sâu thẳm trong đầu bạn, trong tim bạn, trong máu của bạn, để bạn tin nó là dự án sẽ thành công, để từ đó bạn tiếp tục bạn làm. Và cuối cùng khi chúng tôi implement cái dự án đó, là chúng tôi thực thi dự án đó, nó trở thành một trong dự án mà thành công nhất của công ty tại cái thời điểm đó và nhiều năm sau đó nữa. Và cái dự án nó đưa cho chúng tôi đi trở thành là cái case study, là một cái bài học để cho nhiều cái nước khác bắt đầu về nghiên cứu là tại sao cái thằng nhỏ xíu như Việt Nam có thể đưa được một cái mô hình và vận hành nó complex, nó phức tạp đến như vậy mà lợi nhuận nó cao như vậy. Wow. Đó, cho nên là tất cả những gì các bạn làm, các bạn phải có cái niềm tin vào cái việc đó. Vì chỉ cần khi các bạn không còn tin vào chính bản thân mình nữa, khi không còn tin vào cái việc mình làm nữa, không bao giờ làm được gì hết. Và chúc cho các bạn trên con đường các bạn đi gặp ghềnh đến mấy, hãy tin vào bản thân mình, hãy tin vào sức mạnh của mình, tin vào khả năng của mình và thực hành cái niềm tin đó. Và trên cái đường bạn thực hành cái niềm tin đó, hãy chia sẻ cái phương pháp cho người khác với, để người ta cũng có thể tạo được cái niềm tin của họ. Đó là cách bạn biến cái giá trị của bạn từ 1 thành 10. Ok, nhân diện cái niềm tin của bạn từ 1 đến 10 và bạn sẽ là một con người hoàn toàn khác. Tôi hy vọng các bạn thích cái video này, thả tim cho tôi, follow cái kênh của tôi và chúng ta chạm vào nhau thêm nhiều nữa. Đấy nhé, bye.